Mỗi năm, khu vực đồng bằng sông Cửu Long xảy ra tình trạng sụt lún từ 1 đến 3,5cm một năm. Theo các nhà khoa học tại Hội nghị quốc tế ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mekong, do Đại học Cần Thơ phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đối tác quốc tế tổ chức sáng nay 23 tháng 10, thì tình trạng sụt lún ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta hiện còn nghiêm trọng hơn tình trạng nước biển dâng. Theo tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước, tốc độ sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long hiện cao hơn mực nước biển dâng tuyệt đối. Điều này cho thấy tốc độ mực nước biển dâng tương đối chủ yếu là do sụt lún đất. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, phần lớn diện tích của đồng bằng sông Cửu Long có thể nằm dưới mực nước biển trung bình vào cuối thế kỷ 21. Các nghiên cứu của Việt Nam, các nghiên cứu của Mỹ, các nghiên cứu của Na Uy cho thấy là tốc độ sụt lún nền đất ở đồng bằng sông Cửu Long một năm như thế là trung bình từ 1 đến 3 cm, 3,5 cm. Như thế thì thậm chí nó còn cao hơn cả cái vấn đề cái mực nước dâng trung bình. Các chuyên gia cho rằng tầng đất mặt dưới sâu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là lớp cát, còn nền đất thì 80% là đất yếu, nên chỉ riêng việc xây dựng nhà cửa, đường xá đã khiến xuất hiện sụt lún. Đặc biệt, trong quá trình phát triển công nghiệp, nông nghiệp, mạch nước ngầm được khai thác tràn lan là nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt lún. Từ đó, nền đất bị dịch chuyển, kéo theo việc sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo các kết quả nghiên cứu của một số cơ quan khoa học ở trong nước cũng như là của nước ngoài, thì hiện nay nó cũng có một số cái vùng, mà trong đó thì đặc biệt là cái vùng ở bán đảo Cà Mau là có cái tốc độ sụt lún là đang rất là nghiêm trọng. Như chúng ta đã thấy là nó vừa là sụt lún mà nó vừa là sạt lở. Thế thì về mặt thực tế thì cái vùng bán đảo Cà Mau cũng là một trong những vùng khan hiếm nước về mùa khô lớn nhất của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các nhà khoa học quốc tế cũng trình bày một số kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới có liên quan nhằm hỗ trợ công tác dự báo xu hướng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cũng như một số giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là các nghiên cứu liên quan đến biến đổi nguồn tài nguyên nước dưới đất xuyên biên giới, thách thức và cơ hội của đập thủy điện đối với mối quan hệ giữa nước, năng lượng và lương thực của lưu vực sông Mekong.